Sáng nay, quận Cẩm Lệ tổ chức đợt cao điểm ra quân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đáng Nhâm Dần 2022. Theo đó, chính quyền địa phương, các phòng ban chuyên môn phối hợp với lực lượng công an quận tăng cường tổ tuần tra phòng chống tội phạm trên các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhắc là thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, dịp Noel, Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Phấn đấu 100% đối tượng hình sự ma túy được triệu tập, quản lý, theo dõi, không để xảy ra án có sử dụng vũ khí nóng. Phấn đấu 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện được kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh trong quá trình hoạt động, phấn đấu không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, kéo giảm tai nạn giao thông giảm sâu trên ba tiêu chí, giảm số vụ, số người chết và số người bị thương đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022.